Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái tính năng trên Photoshop 2020. Thì hiện tại mình đang sử dụng cái bản là Photoshop 2020 21.0 nè. Cái bản này thì mình sẽ sử dụng bằng Internet nha. Có Internet thì chúng ta mới có thể mở lên và sử dụng được. Thì cái phần mềm này các bạn có thể tìm trên mạng hoặc là trong cái phần mà chia sẻ phần mềm của cái channel của mình á, mình có hướng dẫn cài và cài đặt á, các bạn có thể download về từ đó hoặc là tìm trên mạng cũng được. Thì mình sẽ nói về cái tính năng của cái đám mây này, thì mình thấy nó hay nên mình chia sẻ cho anh em. Thì cái đám mây này á, thì các bạn thấy trên cái giao diện của mình hiện tại nó mình có để cái tiêu mục là Photoshop CC 2020 nè, Photoshop 2020 nè. Thì cái đám mây này thì mình sẽ nói cho các bạn cái tính năng của nó. Thì mình sẽ mở cái file hình này ra, mình sẽ save lại. Thì mình sẽ save lên cái đám mây của mình, nó cho 2GB miễn phí. Thì mình save lên trên đây nè. Thì khi mình save lên trên cái đám mây này á, thì nó sẽ là đồng bộ lên tất cả các thiết bị mà các bạn dùng cái tài khoản đăng nhập trên Photoshop này nè. Thì các bạn có thể qua cái máy khác mà đang sử dụng cái Photoshop và cái phiên bản này, và cái tài khoản đăng ký của các bạn có trên cái màn hình nè. Đó, cái tài khoản đăng ký Cloud đó các bạn. Đó, tài khoản đăng ký Cloud nè. Thì nó sẽ giúp mình làm việc tiếp tục trên cái máy khác mà mình không cần nói chung là mình không cần phải copy qua copy lại gì hết á. Đó, mình cứ việc mà qua máy khác rồi mình mở lên rồi mình làm bình thường rồi, nói không, mình mở lên mình làm bình thường thôi. Mình cũng đã sử dụng, mình thấy nó cũng khá là hay nên mình chia sẻ tới tất cả các bạn có thể tham khảo và sử dụng nó nè. Thì mình có thể tạo thêm thư mục ở đây, mình vào cái dấu cộng này mình sẽ tạo thêm thư mục nè. Đó, xe vào thì nó sẽ tự qua đây. Đó, thì mình cứ việc làm và mình sale lên trên cái đám mây, rồi sau đó mình có thể di chuyển qua thiết bị khác thành làm bình thường các bạn. Nó rất là hay, mình sẽ sale lại cái đám mây. Thay vì mình sale trực tiếp lên máy tính thì ở đây Photoshop nó có hỗ trợ cho mình là sale lên cái đám mây luôn. Đây, thư mục hình mình cứ sale lên. Các bạn thấy cái biểu tượng này nè, bao gồm điện thoại, máy tính bảng và laptop, nó đều đồng bộ một tài khoản cho mình, giúp mình có thể làm việc rất là dễ dàng. Thì tính năng này mình thấy khá là hữu ích cho mình nên mình chia sẻ tới các bạn nào thấy hữu ích đó thì các bạn có thể download về và sử dụng. Thì cái này mình có thể xóa thì nó nằm ở phần này các bạn, nó mình có thể xóa hoặc là delete hết luôn, lấy lại nè, hoặc là delete hẳn luôn nè, delete hẳn nó sẽ mất luôn. Thì trong quá trình mình làm mình cũng có sale lại từ máy này qua máy khác nè. Đó, thì các bạn để cái giao diện trang chủ á, thì mình nhìn mình cảm thấy nó hơi rối á, tại vì đủ thứ hình trong quá trình mình làm nè, nó nhảy tùm lum luôn. Theo mình á, thì nó hơi rối thôi chứ tùy theo các bạn nha. Rồi, hoặc là cái giao diện này mình nhìn thấy cũng quảng cáo quá trời luôn nè. Thì nói chung là quảng cáo những tính năng của Photoshop mình thấy cũng hay, nhưng làm việc chính thì mình thích cái cloud này hơn, tại vì nó giúp mình đồng bộ 2GB miễn phí. Ngoài cái đó ra thì các bạn cũng có thể đăng ký cái cloud nè. Các bạn mua hoặc là các bạn đăng ký miễn phí thì nó sẽ được 2GB, mình có thể up cái dữ liệu của mình lên. Thì các bạn vào đây nè, các bạn up dữ liệu của mình lên, nó vào cái cài đặt nè. Các bạn up cái dữ liệu đồng bộ lên, mình chọn thư mục mình up lên, chỉ 2GB thôi. Mình có thể up một số reset với một số cái action để phục vụ cho công việc của mình khi mình di chuyển qua cái máy khác. Đó, rất là hay. Rồi, thì một vài chia sẻ tới các bạn thấy nó hữu ích và hay á thì các bạn có thể sử dụng nha. Cảm ơn các bạn đã xem video, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào.